Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tử Vi. Hôm nay mình sẽ nói về tuổi hôn nhân, tuổi vợ chồng. Tuổi nữ sinh năm 2003 Quý Mùi, mệnh là Dương Liễu Mộc, phi cung bát trạch là cung Ly, hợp với hướng Nam, hướng Đông Nam, hướng Bắc và hướng Đông, đấy là hướng nhà nhé. Màu hợp ngũ hành là màu đen và màu xanh. Mình sẽ chia sẻ về tuổi đại cát, tức là kết hôn với những tuổi lam sau sẽ được dễ được phú quý vinh hoa, giàu sang này, cuộc sống gia đình hạnh phúc này, gặp nhiều yếu tố may mắn trong cuộc đời, trong cuộc sống cũng như là hôn nhân đấy. Nó sẽ thuận lợi trong công việc cũng như là tiền tài rất là nhiều. Nữ 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi lam sinh năm 2005 Ất Dậu. Xét về thiên can này, quý với ất không xung không phá này, ngũ hành của lâm này, thủy sinh mộc này, vợ sinh chồng này, địa chi của lâm sinh này, tuổi mùi với tuổi dậu không xung không phá này, phi cung bát trạch của lâm sinh là cung thiên y này, phi cung bát tự nữ tài của lâm sinh là cung tuyển thể đây. Tuổi này đại cát đại lợi này, đến với nhau dễ được phú quý vinh hoa này, giàu sang này, gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong cuộc sống cũng như là hôn nhân này, công việc thì thăng tiến này, dễ gặp nhiều may mắn là có quý nhân phù trợ này. Đây là mình sẽ nói về tuổi này sẽ xét theo một, thứ nhất là về thiên can địa chi này, thứ hai là về ngũ hành nạp âm hay gọi là mệnh của cung, thứ ba là phi cung bát trạch và phi cung bát tự nữ tài. Sẽ có nhiều phi cung, tất cả là sẽ có ba loại phi cung, thứ nhất là cung mệnh này, thứ hai là phi cung bát trạch này, thứ ba là phi cung bát tự nữ tài này. Riêng nữ chỉ có hai phi cung thôi nhé, là phi cung mệnh và phi cung bát trạch. Nhưng mà đối với nam sẽ có phi cung mệnh này, phi cung bát trạch này, phi cung bát tự nữ tài này. Đấy, nên là nhiều người sẽ tính theo phi cung mệnh, tức là nam nữ đồng cùng đồng nam sinh là cùng cung phi đấy. Nhưng mà đây là mình sẽ không tính về cung đấy, không dùng cung đấy đâu nhé, chỉ dùng về bên bát trạch và bát tự nữ tài thôi, tức là trùng tuổi của phi cung làm nhà và phi cung hôn thú để tính thôi. Nữ 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi lam sinh năm 2005 Ất Dậu tốt. Nữ sinh năm 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi lam sinh năm 2006 Bính Tuất. Thứ nhất là về thiên can này, quý với bính này, không xung không phá này, ngũ hành của lam sinh này, mộc khắc thổ đây, ngũ hành không khắc này, địa chi của lam sinh là mùi với tuất thuận tứ hành xung, phi cung bát trạch của lam sinh là cung sinh khí đây, phi cung bát tự nữ tài của lâm sinh là cung phụng vị. Tại sao cung này vừa khắc ngũ hành vừa khắc về địa chi, làm sao vẫn được để vào cung tốt? Thứ nhất là bên bát trạch nó được cung sinh khí, thứ hai là bên bát tự nữ tài nó được cung phụng vị. Chỉ hai cái này nó đã gánh đủ về thiên can địa chi và ngũ hành nạp âm của lâm sinh rồi. Mặc nhiều người dù là có thiên can tương sinh, hợp nhị hợp, ngũ hành tương sinh và địa chi tam hợp hoặc là nhị hợp địa chi, thì riêng mà chỉ cần dính phi cung bát trạch tuyệt mệnh hoặc là phi cung bát tự nữ tài tuyệt mệnh, không thể địa chi thiên can ngũ hành không gánh nổi đâu nhé. Đấy, nên là cái này nó được cung phi cung bát trạch và phi cung bát tự thì là vẫn ok nhé, nên là vẫn được phú quý vinh hoa rồi. Sao bình thường mặc dù có tí không khắc về khắc khẩu thôi chứ mà không đáng kể đâu, nhưng mà trong đường hôn nhân nó thứ nó vẫn sẽ hạnh phúc và đường kinh tế nó sẽ đầu tư kinh tế nó sẽ thuận lợi và trong công việc nó cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn, chứ không phải là cứ thìn tuất sửu mùi hoặc là thần thân tị hợi hoặc là tí ngọ mão dậu đến với nhau là xung khắc, không phải, còn tùy từng nam sinh nữa. Khi nó sẽ dính về bên tuyệt mệnh hoặc là ngũ quỷ thì là nó sẽ xung khắc nhiều hơn là bên tuyệt thể hoặc là du hồn, gọi là tuyệt thể họa hại hoặc du hồn lục sát, nó đều là một thôi nhé.
du hồn lục sát, nhiều nơi gọi là du hồn, nhiều cung gọi là lục sát, nhưng mà nó là chỉ là một, còn bên nhiều bên gọi là tuyệt thể hoặc là họa hại thì cũng nó cũng chỉ là một thôi, nhưng mà những cái này dính mà những cái này thì gọi là ký xung khắc nhẹ thôi, nó không đáng kể bằng ngũ quỷ hoặc là tuyệt mệnh đâu. Sợ nhất là cung tuyệt mệnh. Các cụ có câu phú rằng là ba càng đi chợ phố ly, mua con cá cấn làm chi tốn tiền, làm khôn ông khảm đứng lên, lom đoài gánh đựng chấn liền gãy xương. Đó là bát sang tuyệt mệnh đấy, nó có bốn câu thơ như thế. Ba càng đi chợ phố ly là càng phối mới ly, nó ăn vào cung tuyệt mệnh rồi. Mua con cá cấn làm chi tốn tiền này, cấn mới tốn là cung cấn mới cung tốn đến với nhau phạm tuyệt mệnh này. Nói chung là một bên là đông một bên là tây thì là đến với nhau sẽ xung khắc khá là nhiều. Nên là tuổi Lữ 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi Lam sinh năm 2006 Bính Tuất Tốt. Lữ 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi Lam sinh năm 2008 Mậu Tý. Thứ nhất về thiên can này, Quý với Mậu là thượng thiên can hợp này. Ngũ hành của Lam sinh này, Mậu sinh hỏa này, vợ sinh chồng này. Địa chi của Lam sinh này, Mùi với Tý không xung không phá này. Phi cung bát chạy của Lam sinh là cung Phụng Đức này. Phi cung bát tự đỡ tài của Lam sinh là cung Thiên Y này. Hai tuổi này đại đại cát, đại lợi này, phú quý vinh hoa này, giàu sang này, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc này. Và công việc thì thuận lợi này, đầu tư kinh tế thì dễ gặp quý nhân trợ giúp và thuận tiến này. Con cái mạnh khỏe này, ít ốm đau này, nói chung là khá là tốt. Nữ sinh năm 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi Lam sinh năm 2008 Mậu Tý tốt. Nữ 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi Lam sinh năm 1999 Kỷ Mão. Sẽ về thiên can này, quý vị kỷ phá nhau này, thiên can phá này. Ngũ hành của Lam sinh này, mộc khắc thổ này, vợ khắc chồng này. Địa chi của Lam sinh này, hợi máu mùi đựng tam hợp này. Địa chi đựng tam hợp tuổi này, phi cung bát chạnh, được cung Phụng Đức này. Phi cung bát tự đỡ tài, được cung Thiên Y này. Tuổi này thì thiên can phá này, ngũ hành khắc như được cái là địa chi đựng tam hợp tuổi và phi cung bát chạnh, được cung Phụng Đức. Phi cung bát tự đỡ tài, được cung Thiên Y. Nên hai tuổi này vẫn đại cát đại lợi, đến với nhau vẫn được giàu sang phú quý và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hôn nhân hạnh phúc và đầu tư kinh tế cũng như là công việc thuận lợi thì con cái gặp nhiều may mắn hơn. Nói chung là nó không có cái gì tuyệt đối 100% đâu, nó vẫn phải có cái vấn đề một tí nào đó chứ bộ 100% khẳng định là không đúng đâu, nó chỉ gọi xác suất thôi, tức là đến với nhau nó sẽ may mắn hơn những cái cặp khác thôi. Nhưng mà đâu nó sẽ trong cuộc sống nó nhiều biến cố lắm, không thể ai nói trước được điều gì cả. Nhưng mà khi mà hai tuổi đã được cung Phụng Đức Thiên Y hoặc là sinh khí Thiên Y Phụng Đức nó thứ thì là trong cuộc sống nó ít xảy ra biến cố lắm, nó cũng chung là nó cũng không quá gặp nhiều gọi sóng gió lớn trong cuộc đời đâu, trong cuộc sống hôn nhân đâu. Đấy, trừ khi là phải ăn vào ngũ quỷ hoặc là tuyệt mệnh bên bát chạy thì là sóng gió trong cuộc sống hôn nhân gia đình nó sẽ khá là nhiều, chứ mà bầu không có là không phải. Lữ 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi Lam sinh năm 1999 tốt. Lữ 2003 Quý Mùi kết hôn với tuổi Lam sinh năm 1997 Đinh Sửu. Xét về thiên can này, quý vị tinh phá này, thiên can phá này, ngũ hành của Lam sinh này, thủy sinh mộc này, chồng sinh vợ này, ngũ hành địa tương sinh này. Phi cung bát chạnh, địa chi của Lam sinh là Sửu với Mùi tứ hành xung này, địa chi xung này. Phi cung bát chạnh của Lam sinh là cung sinh khí này. Phi cung bát tự đỡ tài của Lam sinh là cung Phụng Vị này. Tuổi này thì là thiên can phá này, địa chi xung này, ngũ hành thì là tương sinh, nhưng mà nó được cung bát chạnh là cung sinh khí, cung bát tự đỡ tài là cung Phụng Vị, nên hai tuổi này đến với nhau vẫn đại cát đại lợi, phú quý vinh hoa bình thường đấy. Mặc dù trong cuộc sống có phần hơi khắc khẩu một chút thôi, nhưng mà nó không đáng kể, nó không có cái gì nhiều biến cố xảy ra hoặc là sóng gió xảy ra trong gia đình đâu. Thiên can khắc, địa chi khắc, cả đó không phải gì cả, không ảnh hưởng gì nhiều đến. Nó chủ yếu là sẽ tính về bên bát chạnh và bát tự đỡ tài nó ăn nhiều thôi. Thiên can với địa chi hoặc là ngũ hành nó gọi là tô vẻ đẹp thêm cho cuộc sống hôn nhân thôi này.
Nữ 2003 Quý Dậu Mùi, kêu mấy tuổi nam sinh năm 1997 đi Sửu Tốt. Nữ 2003 Quý Mùi, kêu mấy tuổi nam sinh năm 1996 Bính Tý. Xem đà thiên can này, quý vị bính không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, thủy sinh mộng này, ngũ hành tương sinh này. Địa chi của nam sinh này, quý vị mùi không xung không phá này. Phi cung bát chạy của nam sinh là cung Thiên Y này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung Tuyệt Thể đây. Hai tuổi này đến với nhau cũng được đại cát đại lợi này, dễ được phú quý vinh hoa này, giàu sang này, cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc này, ít biến cố này, đầu tư kinh tế thì thuận lợi này, công việc thì gặp nhiều may mắn có quý nhân trợ giúp này. Nữ 2003 Quý Mùi, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1996 Bính Tý Tốt. Nữ 2003 Quý Mùi, cái hôm ấy tuổi nam sinh năm 1995 Ất Hợi. Xét về thiên can này, quý vị Ất không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, thủy sinh mộng này, chồng sinh vợ này. Địa chi của nam sinh là Hợi Mão Mùi được tam hợp địa chi tuổi này. Mặc dù phi cung bát chặn của nam sinh là cung Du Hồn này, phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung Du Hồn tiếp này. Mặc dù hai tuổi này tính vào Du Hồn nhưng mà nó chỉ là bán hung thôi, nhưng mà nó được, nó kéo lại được cái cung ngũ hành tương sinh là một này, và địa chi hưởng tam hợp tuổi và thiên can của nó không xung không khắc, nên là đến với nhau thì cuộc sống hôn nhân nó cũng khá là êm đềm, cũng không có nhiều biến cố xảy ra, nên là vẫn được tốt. Nữ 2003 Quý Mùi, cái ôm ấy tuổi nam sinh năm 1995 Ất Hợi tốt. Vừa rồi mình đã chia sẻ tuổi nữ 2003 Quý Mùi, cái hôm ấy tuổi nam sau dễ được đại cát đại lợi, dễ được phú quý vinh hoa giàu sang, cuộc sống hôn nhân thì gặp nhiều may mắn, ít sóng gió xảy ra. Đấy. Bài chia sẻ của mình đến đây kết thúc. Các bạn thấy hay thì đăng ký và theo dõi kênh. Mình sẽ ra nhiều video về tuổi hôn nhân vợ chồng. Những cái này mình tính theo là vừa thiên can địa chi ngũ hành và bên bát chạy, và bên phi cung bát chạy và phi cung bát tự nữ tài. Đấy. Nhiều người xem cái này nói chung là nó sao bảo mình sao thấy mình tính khác mọi người, nhưng mà đúng là mình tính theo kiểu này nó sẽ khác trong người khác. Tại vì nhiều người sẽ tính về cung mệnh, tức là nam nữ cùng nam sinh đồng cung, nhưng mà riêng tuổi nam nó sẽ có ba phi cung khác nhau này. Cung mệnh là một này, cung bát chạy là hai này, cung bát tự nữ tài là ba này. Riêng tuổi nữ chỉ có hai cung thôi, cung mệnh và cung bát chạy. Đấy. Đấy, các bạn thấy hay thì đăng ký và theo dõi kênh nhé. Xin hẹn gặp các bạn vào những video sau. Xin chào.